Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Kim Sơn Đường Thượng, chư vị lịch đại tổ sư khai sơn tạo tự tiền vãng trụ trì Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý ni trưởng ni sư trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên ni sư phó ban trị sự phó ban hoằng pháp tỉnh Cà Mau trụ trì chùa Kim Sơn Tát Đại Chứng Minh. Lời chúc đầu năm chúng con xin thành tâm thành kính kính chúc quý ngài thân tâm thường an lạc, Phật sự mãi huyên thành, mãi mãi là những bóng cây đại thọ che bóng mát cho hàng hậu học chúng con cũng như quý nam nữ Phật tử học Phật giải thoát. Và xin đồng kính chúc quý nam nữ Phật tử năm mới luôn luôn được nhiều may mắn hạnh phúc, gia đình an lạc và mọi sở cầu sở nguyện đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 Tết năm Ất Mùi 2015. Thầy về với chùa Kim Sơn trước là dự cái lễ là quý kỵ chư vị lịch đại tổ sư và được ni sư thân mời một bài pháp ngắn để gửi tới quý nam nữ Phật tử. Chính vì vậy mà trong buổi giảng pháp sáng hôm nay, thầy xin gửi tới các vị bài giảng có tựa đề là Trồng Sâu Căn Lành. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý Phật tử, trồng sâu căn lành có nghĩa là mình trồng sâu cái gốc rễ hiền lương, thánh thiện, tốt đẹp sẵn có trong lòng chúng ta. Vì trong lòng chúng ta ai ai cũng có sẵn cái hạt giống lành, hạt giống thánh thiện tốt đẹp này. Nhưng bởi vì nhiều điều kiện khác nhau cho nên có người thì sống được với cái hạnh lành vốn có trong lòng của mình, có người thì do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn cho nên sống ngược lại với cái tâm thánh thiện trong lòng. Chính vì bởi cái lý do đó, hay nói một cách khác là tại sao mình phải trồng sâu căn lành? Tại vì con người chúng ta, kính thưa quý nam nữ Phật tử, có hai thái cực, đó là thái cực cái thiện và cái bất thiện. Mà mỗi hành giả tu Phật của chúng ta, đa phần chúng ta bị cái thái cực bất thiện nó chi phối. Những người á mà không có trình độ hay là trình độ thấp thì những hành vi bất thiện của họ nó thô thiển dễ phát hiện. Còn những người có trình độ cao thì cái hành vi bất thiện của họ hết sức là tinh vi và kỹ xảo. Chính vì thế là người tu học Phật, chúng ta phải đẩy lùi những cái hành vi bất thiện và tiến tới những cái hành vi thiện, những hành vi đạo đức, nhân cách tốt, để mà mình cùng thăng tiến, để mình cùng an lạc. Chính vì vậy mà mới có cái bài giảng là trồng sâu căn lành hôm nay. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, người Cà Mau của chúng ta nổi tiếng là hiền lương, thật thà, chất phác. Đó là một cái căn lành lợi thế mà chúng ta có thể tiếp tục phát triển đó, phát triển nó ngày một thăng tiến, ngày một tiến bộ nhiều hơn nữa. Đó là một cái căn lành. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta trồng sâu căn lành qua cái văn hóa truyền thống thuần phong mỹ tục của chúng ta. Chẳng hạn như mỗi khi mà xuân về Tết đến thì quý nam nữ Phật tử, cái việc làm cuối năm là làm việc gì nè? Cái việc làm cuối năm của quý nam nữ Phật tử dành cho tổ tiên ông bà là cái hành động gì?
cái hành động gì? Thường thường gần cuối năm là các Phật tử có đi tảo mộ không? Có không? Có đi sơn phết mồ mả ông bà không? Phải có, đó là cái nét đẹp thuần phong mỹ tục. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là chỗ này. Rồi á, nhân dịp đầu năm mới thì chúng ta quay trở lại cái ngôi nhà gốc á, để mà thắp nhang tổ tiên ông bà, thăm viếng cha mẹ. Đó là những cái nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam chúng ta nói chung, cũng như là người Cà Mau chúng ta nói riêng. Thì đó là những cái căn lành, nó thể hiện cái tình đạo đức thiêng liêng. Đó là những cái căn lành bắt buộc chúng ta phải gìn giữ và phát triển nó. Và tiến sâu hơn nữa là chúng ta trồng sâu căn lành ở trong tâm niệm của mình. Trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng có một cái câu rất hay, đó là quyết trồng căn lành ở tâm niệm chúng. Các Phật tử chúng ta đa phần đạo tràng chùa Kim Sơn là trì tụng kinh Pháp Hoa, thì chắc có lẽ là các Phật tử cũng có trì kinh Bổn Môn Pháp Hoa của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng. Thì trong cái bài kinh này có một cái câu rất hay như thầy vừa nói đó, là quyết trồng căn lành ở tâm niệm chúng. Thì trong cái tâm niệm có nghĩa là cái ý nghĩ, cái suy nghĩ của mình, cái ý niệm của mình. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái ý niệm, cái suy nghĩ của mình thì thật sự mà nói á, không ai biết ai suy nghĩ cái gì hết. Các Phật tử có biết được cái suy nghĩ của thầy không? Có ai biết được không? Không. Và thầy cũng không biết được cái suy nghĩ của quý Phật tử. Chính vì vậy, đã là người con Phật, mình phải trồng sâu căn lành, và trồng sâu căn lành từ những cái nét đẹp thuần phong mỹ tục của địa phương, truyền thống văn hóa của quê hương mình. Và bên cạnh đó, mình tiếp tục mình trồng sâu căn lành ở trong từng ý niệm, từng suy nghĩ của mình, bằng hành động, bằng việc làm. Là mỗi một thời kinh mình tụng xong, mỗi một thời niệm Phật mình niệm xong, mỗi một thời trì chú hay là ngồi thiền đó, mình thực hành xong, mình công phu xong, thì một ngày trôi qua, một tuần lễ trôi qua, một tháng, một năm như vậy, có rất là nhiều cái công đức và phước báo lành. Thì mình xin nguyện đem công đức phước báo lành này, trong suy nghĩ của mình, mình khấn nguyện lên mười phương chư Phật, mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cũng như là cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của mình. Người đã khuất thì mình cầu sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đó là một cái niệm, niệm lành, niệm thánh thiện. Và người hiện tiền thì mình cầu nguyện cho được bình an, cầu nguyện được cơm no áo ấm, cầu nguyện biết tu theo Phật Pháp, và cầu nguyện cho họ tránh đi những cái nghiệp chướng, tội lỗi sai lầm. Thì đó là một cái ý niệm tốt, ý niệm thánh thiện. Và đó là một cái căn lành, mà căn lành này chúng ta cố gắng, chúng ta tinh tấn, chúng ta phát triển nó từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Hay nói một cách thực tế hơn, mình phát triển nó trong những lúc mình tụng kinh niệm Phật sau cái thời công đức này, thì mình nguyện đem công đức này để mình hồi hướng cho tất cả. Và cái việc làm trong từng ý niệm này là một cái ý niệm tốt, mình làm được như vậy gọi là trồng sâu căn lành. Nhưng kính thưa quý nam nữ Phật tử, Đức Phật có dạy, hôm nay chúng ta có được thân người như thế này là
đã có phước báo là đã khó rồi. Mà thân người chúng ta không có bị tật nguyền, lục căn đầy đủ, thì tiếp tục là người có phước báo, tiếp tục là một cái khó. Phải trải qua những đời kiếp tu hành, hôm nay mới được trọn vẹn phần phước báo. Thân người chúng ta trọn vẹn đầy đủ. Nhưng thân người trọn vẹn đầy đủ đã là khó, mà mình biết tu theo Phật Pháp, thực hành những lời Phật dạy, thì nó lại khó hơn gấp bội phần. Chính vì thế, hôm nay quý nam nữ Phật tử, các vị đã có đầy đủ phước báo đã gieo từ quá khứ, và cũng như là trong hiện tại này, các vị đã có gieo rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục, mình phát triển cái căn lành này, mình đừng bao giờ để cho nó đứng lại, nó sững lại. Và cái việc làm cũng như là cái căn lành đầu tiên mà mình phải gieo, đó là cái niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đó là cái căn lành đầu tiên mà mình cần nên tác tạo, mình gieo trồng, mình trồng sâu. Và trồng sâu cái niềm tin của mình đối với Đức Phật. Nếu như mình tu theo Phật mà cái niềm tin của mình đối với Đức Phật nó ít quá, cái niềm tin của mình nó lung lay, ta gọi là không có chắc chắn, không có chắc ăn đó, thì mình tu như vậy thì nó uổng lắm. Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nó uổng dữ lắm. Cho nên á, các Phật tử là những người đã quy y Tam Bảo, đã có pháp danh, là các Phật tử có niềm tin đối với Tam Bảo rồi, thì bây giờ mình tiếp tục mình phát triển cái niềm tin này đối với Phật Pháp Tăng, đặc biệt là mình tin tưởng vào những lời Phật dạy, muôn đời không bao giờ sai trái được. Từ chỗ đó mình phát đại nguyện, mình tinh tấn tu hành bất thối chuyển, thì đó là một cái căn lành phước báo trọn vẹn mà tất cả chúng ta cũng cần nên trồng sâu. Và bên cạnh đó, bên cạnh cái vấn đề chúng ta tin Phật, thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục tin tưởng vào Tam Bảo, là tin tưởng tiếp tục vào những lời Phật dạy. Mình phải áp dụng những lời Phật dạy, nhớ nghĩ những lời Phật dạy, thực hành những lời Phật dạy vào trong cuộc sống hiện thực này, để phước báo của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng, và những kiếp tương lai lúc nào mình cũng được gần gũi và phụng sự Tam Bảo. Chẳng hạn bây giờ Đức Phật Ngài dạy rất nhiều lời dạy trong Tam Tạng Kinh Thánh Điển. Những lời dạy của Đức Phật thì rất nhiều, không thể nào trong một giờ, hai giờ, một ngày, một tháng, một năm mà mình có thể nói hết được. Cho nên á, những bài giáo lý căn bản mà chúng ta có thể là tiếp cận, dễ tiếp cận, dễ nhận biết, đó là những giáo lý như là nhân quả thập thiện. Những bài giáo lý này nó rất là gần gũi đối với quý nam nữ Phật tử. Chính vì vậy chúng ta phải trồng sâu căn lành qua những lời Phật dạy, mình trồng sâu căn lành qua giáo lý nhân quả. Thì các Phật tử nói tới nhân quả là các Phật tử đã hiểu được là nhân quả như thế nào. Mình gieo quả tốt thì mình gặp quả gì? Mình gieo cái nhân tốt thì gặp quả gì? Quả tốt. Còn mình gieo cái nhân ác, cái nhân bất thiện thì mình gặp cái quả gì? Gặp quả xấu. Như vậy thì chúng ta muốn gặp quả xấu hay là gặp quả tốt? Hả? Bao nhiêu người muốn gặp quả tốt? Đưa tay thầy coi. Ai cũng muốn gặp quả tốt hết. Như vậy thì bây giờ mình phải trồng sâu cái căn lành qua giáo lý nhân quả. Thí dụ bây giờ mình muốn sống lâu, sống thọ, thì mình phải trồng cái nhân gì? Gieo cái nhân gì? Mình phải gieo cái nhân phóng sanh. Mình phải gieo cái nhân phóng sanh.
Cũng như hồi sáng này, Thầy thấy có một số lượng Phật tử khoảng chừng là 30-40 Phật tử vào ở trong chùa Kim Sơn chúng ta và đã làm cái lễ phóng sanh ở bên cái ao bên bển đó. Nào là chim, rồi bồ câu, rồi cá lóc, cá rô, cá trê, Thầy thấy nhiều lắm. Thì đó là những người nào chúng ta muốn sống thọ, chúng ta sợ chết yểu, thì chúng ta phải gieo cái nhân phóng sanh. Mà gieo cái nhân phóng sanh thì đời đời chúng ta sẽ được sống, sống trường thọ. Và thí dụ như mình sợ đau yếu bệnh hoạn, mình sợ nghèo sợ khổ, thì mình phải gieo cái nhân gì, kính thưa các Phật tử? Gieo cái nhân gì để mà mình không có bệnh hoạn đói nghèo khổ sở? Gieo cái nhân gì? Mình phải gieo cái nhân bố thí cúng dường, giúp đỡ những người đau bệnh tật nguyền. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, đời đời sanh ra bất cứ nơi nào, chỗ nào, chốn nào, mình cũng được giàu sang phú quý, mình giảm bớt được cái nghèo, cái bệnh. Và nếu như mình muốn được thông minh, trí tuệ, sáng suốt, thì mình phải thường xuyên đọc kinh, nghiên cứu những lời Phật dạy, nghe quý thầy giảng sư giảng, thường xuyên an tịnh ngồi thiền định, quán chiếu tư duy, nghiền ngẫm những lời mà Phật dạy mình chưa hiểu. Mà mình có một cái thói quen như vậy, ngày nào mình cũng nghe quý thầy giảng, ngày nào mình cũng tập mình ngồi an tịnh để mình thiền định, mình quán tưởng, quán chiếu, mình tư duy. Mình làm được như vậy, mình gieo cái nhân như vậy và cứ trồng sâu cái căn lành này, thì xin thưa quý nam nữ Phật tử, mình sẽ được thông minh, trí tuệ trong hiện đời này và nhiều kiếp tương lai sắp tới. Cũng như là mỗi hành giả của chúng ta hôm nay, chúng ta tưởng nhớ tới những bậc tiền nhân, những người đã có công khai sơn ra cái ngôi chùa Kim Sơn này, và hôm nay là ngày cúng dỗ chư vị. Quý nam nữ Phật tử đã quay trở lại ngôi chùa Kim Sơn này để hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp. Đây là một cái hành động hết sức là thiêng liêng cao cả, xin được tán thán. Và mỗi hành giả tu học Phật của chúng ta, mỗi hành giả tu học Phật của chúng ta thì ai cũng mong muốn là sau khi mình nhắm mắt, mình lâm chung, thì ai cũng mong cầu mình sẽ sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Ai cũng mong muốn như vậy. Thì nếu như mình mong muốn mà mình không có phát nguyện tu hành, cũng như mình không có gieo cái nhân, cái duyên niệm Phật, thì khi mình lâm chung nhắm mắt, mình có được sanh về hay không? Kính thưa các Phật tử, có được không? Không bao giờ. Tại vì mình hiểu giáo lý nhân quả là phải gieo nhân rồi mới gặt quả. Mà mình không có gieo nhân, không có gieo duyên với Đức Phật A-di-đà, thì khi lâm chung nhắm mắt, hai bên không có thần giao cách cảm, không có giao cảm, thì làm sao mà sanh về làm con dân của Ngài được. Cho nên trong giờ giây phút này, trong hiện đời này, là những hành giả tu pháp môn niệm Phật, thì các vị nên cố gắng thường xuyên hàng ngày niệm Phật A-di-đà, lại Đức Phật A-di-đà, bố thí cúng dường. Đó là những việc làm công đức. Mà có được bao nhiêu phước báo công đức một ngày, một tháng, một năm trôi qua bằng những việc làm phóng sanh hay là đúc chuông tạo tượng gì đó, đó là những công đức lành. Thì quý nam nữ Phật tử
mình phát nguyện là xin hồi hướng công đức lành này về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và khi lâm chung nhắm mắt, xin nguyện cho con được sanh về thế giới của Ngài. Mình phát đại nguyện như vậy và thường xuyên hàng ngày cố gắng mình trồng sâu căn lành của mình, cũng như là mình trồng sâu cái nhân duyên sâu dày đối với cõi Tây Phương Cực Lạc, đối với Đức Phật A Di Đà. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nhân mình gieo thì quả mình hưởng. Nhân nào quả nấy ai ơi, công nào quả nấy muôn đời không sai. Ngày xưa ông trưởng giả Cấp Cô Độc, hay còn gọi là ông Tu Đạt, hai vợ chồng của ông này là hai người đệ tử phải nói là rất là có niềm tin đối với Đức Phật và Tăng Đoàn. Thì một hôm Đức Phật và chư thánh đệ tử muốn thử lòng coi cái ông trưởng giả Tu Đạt này, cái căn lành cũng như là niềm tin của ổng đối với Tăng Đoàn, đối với Phật Pháp Tăng có bị lung lay hay không. Thì á, Đức Phật và chư thánh đệ tử muốn thử lòng ông này á, cho nên là một hôm đó gia đình của trưởng giả Cấp Cô Độc với niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, ông đã hộ trì bố thí cúng dường bằng tất cả những tài sản vật chất, những gì mà mình có được. Thì hai vợ chồng của ông đều hết lòng bố thí cúng dường hộ trì, cho đến nỗi là bố thí cúng dường hết những tài sản của cải, chỉ còn lại mấy lon gạo để dành ăn mà thôi. Chỉ còn lại mấy lon gạo để dành ăn à, thì á, trong khi hai vợ chồng ông trưởng giả Tu Đạt này vừa nấu cơm xong định ăn, thì gặp Đức Phật đi tới à, gặp Đức Phật đi tới mà khất thực. Thì bây giờ hai vợ chồng Tu Đạt nhìn thấy Đức Phật, thì bây giờ thấy Đức Phật đứng trước nhà mình là mình phải cúng thôi à. Thì hai vợ chồng tiếp tục sanh phát cái tâm hoan hỷ à, cúng dường cơm cho Phật đầy bát xong rồi, cái Đức Phật đi. Đức Phật đi thì rồi thì hai vợ chồng tính ăn cơm à, thì vừa tính múc cơm ra để mà ăn, thì nhìn thấy trưởng giả Ca Diếp, nhìn thấy ông thánh đệ tử Ca Diếp đi tới nữa. Rồi bây giờ múc cơm tiếp tục ra để mà cúng dường à, Ca Diếp. Rồi Ca Diếp đi xong rồi, hai vợ chồng định ăn cơm. Thì định ăn cơm thì lúc đó nhìn thấy một Kiền Liên đi ngang nữa, thấy một Kiền Liên đi tới nữa à, thì một thấy một Kiền Liên xong xuôi rồi, thì bây giờ tiếp tục lấy cơm à, thành kính dâng cúng dường cho một Kiền Liên à, xong rồi thấy Xá Lợi Phất, xong rồi thấy A Nan, thì người nào ngày cũng cúng dường hết à, cúng dường đến nỗi mà còn lại chút xíu cơm để hai vợ chồng dùng thôi à. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, Đức Phật và chư thánh đệ tử muốn thử lòng coi cái ông trưởng giả Tu Đạt này, cái tâm thành kính của ổng đối với Tam Bảo, cũng như là cái căn lành của ổng đối với Tam Bảo có bị lung lay hay không. Trong những lúc mà phải nói là mình còn một chút xíu lương thực để mình sử dụng, để mình nuôi thân, mà mình dám đem ra mình cúng dường như vậy, chứng tỏ rằng ông Tu Đạt này căn lành của ổng, niềm tin của ổng đối với Phật Pháp Tăng là bất di bất dịch. Và nhờ cái căn lành ổng trồng sâu, ổng thành tâm ổng cúng dường như thế, cho nên công việc buôn bán làm ăn của ông trưởng giả Tu Đạt này càng ngày càng thăng tiến, càng ngày càng phát triển. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình là người tu học Phật, mình cũng như thế. Mình phải phát đại nguyện và đồng thời phải trồng sâu căn lành của mình đời đời
để tăng trưởng phước báo. Thí dụ hôm nay quý nam nữ Phật tử chúng ta là những người sanh ra tại quê hương Cà Mau, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng là 400 cây số. Nhưng bây giờ thời đại tiên tiến, khoa học văn minh, cho nên á, về cái công nghệ thông tin á, nó phủ tới đây rồi, thì quý nam nữ Phật tử chúng ta không có còn mà xa lạ đối với giáo pháp Đức Phật. Chúng ta muốn nghe đĩa kinh nào, muốn nghe quý thầy nào giảng, thì chúng ta lên mạng chúng ta bấm chủ đề hoặc là bấm cái tên của vị đó rồi chúng ta nghe giảng. Thì nhờ mình nghe giảng như vậy, mỗi một ngày là chúng ta đều phải nghe một đĩa giảng. Mỗi một ngày ít nhiều gì quý nam nữ phải nghe một đĩa giảng. Và không biết quý nam nữ tu pháp môn gì, thầy không cần biết. Nhưng mỗi ngày các Phật tử phải trồng sâu căn lành của mình bằng cái hành động là lễ lại chư Phật hàng ngày. Tại sao mình phải lễ lại chư Phật, chư Bồ Tát? Kính thưa các Phật tử, tại sao mình phải lễ lại? Tại sao? Có ai hiểu tại sao không? Có ai hiểu tại sao mình phải là hàng ngày đảnh lễ chư Phật không? Đã nói là chúng sanh, chúng sanh thì nghiệp chướng rất là nặng nề, phước mỏng mà nghiệp thì dày. Cho nên hàng ngày chúng ta phải đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, hay nói là lễ lại các ngài á. Mỗi một ngày mình lại ít nhất 49 lại hoặc là 100 lại. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, hàng ngày mà chúng ta lại một cách là xuyên suốt, lại Phật chừng 3 tháng thôi, là tự nhiên mình sẽ cảm nhận được từ tâm hồn cho tới thân thể của mình nó rất là nhẹ nhàng. Tại sao nhẹ nhàng? Lại Phật là một trong những cái pháp môn tu giúp cho mình tiêu trừ những nghiệp chướng oan khiên tiền kiếp. Ai mà cảm thấy cuộc sống của mình ở ngoài xã hội nó gặp nhiều chướng duyên, gia đình không hạnh phúc, bạn bè thường xa lìa, không chơi với mình, mình nói ra lời gì họ cũng không tin, thì tất cả chúng ta phải nên nhớ rằng nghiệp chướng chúng ta nặng nề quá, quá khứ chúng ta không có trồng căn lành đó, thì bây giờ muốn giải trừ cái nghiệp này phải thường xuyên lại Phật. Phải thường xuyên lại Phật, lại Phật với cái tâm thành kính, và mình trồng sâu căn lành này mỗi một ngày như vậy, mình lại và tiếp tục trồng sâu căn lành này lại càng ngày càng nhiều càng nhiều. Còn nếu như sức khỏe chúng ta yếu thì chúng ta có thể quỳ chúng ta lại. Còn nếu như các cụ già, các bà nội bà ngoại lớn tuổi không thể nào đứng lên lại xuống được, sợ chóng mặt, sợ bị tăng xong, thì chúng ta có thể ngồi chúng ta lại. Chúng ta có thể là đứng lại, nhưng mà tùy theo sức khỏe. Nhưng mà mình cảm thấy sức khỏe mình nó yếu, không thể nào đứng lên ngồi xuống giống như là tuổi trẻ, thì mình có thể quỳ lại hoặc là mình có thể ngồi lại. Nếu mà tâm thành kính thì đứng, quỳ hay là ngồi, với cái tâm thành kính thì phước báo như nhau. Tùy theo cái sức khỏe, tùy theo cái tâm của mình. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm là đừng bao giờ mình suy nghĩ là lại Phật mình phải đứng lên, lại xuống từ từ mới có phước. Còn mình quỳ lại hay là mình ngồi lại thì không có phước. Có phước hay không là do cái tâm. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử, không biết các vị tu pháp môn nào thì thầy không cần biết, mà thầy muốn chia sẻ rằng mỗi một ngày chúng ta cố gắng lại Phật, trồng sâu cái căn lành lại Phật này,
thì nghiệp chướng của chúng ta, những cái chướng duyên xung quanh chúng ta, từ từ nó sẽ được tiêu trừ. Từ cái nghịch duyên, từ cái chướng duyên, nó sẽ trở lại làm cái thuận duyên cho chúng ta, tạo điều kiện chúng ta dễ dàng tu hành để mà giải thoát. Này thấy vui quá à. Tại nói chút xíu cái có Phật tử vỗ tay hoài. Vỗ nữa đi. Xin kính thưa quý Phật tử, và mình đã gieo một cái phước, mình đã trồng sâu căn lành lại Phật rồi. Nhưng mà mình nên nhớ nha, không phải là mình lại Phật ở chùa mình, không phải là mình lại Phật ở chùa mình mới lại, còn đi chùa khác gặp Phật của chùa khác mà không lại. Tất cả mười phương chư Phật đều tương thông ý nghĩa như nhau. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta phải trồng sâu một cái hạnh lành. Chúng ta đi bất cứ chùa nào, hay là đi tham quan du lịch bất cứ nơi nào, mà chúng ta nhìn thấy hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thì chúng ta đầu thành kính lại. Đầu thành kính lại, hoặc là chúng ta cung kính, chúng ta xá lễ, thì phước báo vô lượng vô biên. Cho nên quý nam nữ Phật tử, đừng bao giờ chúng ta xem thường, cũng như là đừng bao giờ chúng ta khi dễ cái pháp tu lại Phật là đơn giản bình thường. Pháp môn tu Phật dạy, không có pháp tu nào là đơn giản bình thường hết. Phương pháp tu nào cũng có phước báo đầy đủ trọn vẹn, nhưng chỉ sợ là chúng ta tu chưa có thật lòng tu, chưa có tha thiết để mà tu đó. Cho nên nhiều khi mình tu mà mình hồi hộp, mình sợ là không biết là tôi tu pháp môn này có được phước hay không, có tốt hay không, cho nên phập phòng lo sợ hoài. Có không các Phật tử? Có không? À có phải không? Như vậy nếu như mình có thì mình phải đưa cái suy nghĩ này liền ra ngoài liền, đừng để nó len lỏi ở trong lòng của mình. Tại vì đó là một cái suy nghĩ sai. Mà suy nghĩ sai lầm mà giữ trong tâm, mình giữ trong tâm của mình lâu ngày vài tháng, nó tốt hay là không tốt? Nó không tốt. Nó không có tốt bao giờ. Cho nên quý nam nữ Phật tử, mình vừa trồng sâu căn lành qua giáo lý nhân quả rồi đó. Mình biết tôn kính ông bà cha mẹ, biết tôn kính tam bảo, biết tôn kính người lớn tuổi, thì cuộc đời của mình, kính thưa quý nam nữ Phật tử, sẽ được con cháu, những người thế hệ nhỏ hơn mình, họ sẽ tôn kính mình giống như là mình đã từng tôn kính những bậc tiền bối đi trước mình. Và những hạnh lành mình làm được như vậy á, thì mọi người hiện tại người ta tôn kính mình ra, nhưng mà trên đó nữa là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, những người khuất mặt, người ta phát nguyện ủng hộ chánh pháp đó, người ta gặp mình, người ta cũng tôn kính mình, người ta khen ngợi mình. Thì yêu cầu người ta khen ngợi mình là mình có phước báo, và công việc làm ăn của mình hàng ngày á sẽ được các cái vị này ủng hộ. Mình mà tu hành đạt tới cảnh giới mà được chư thiện thần xung quanh mình, chẳng hạn như là thần thổ địa, thần chủ ngày, thần chủ đêm, người ta gia hộ mình, thì coi như là mình làm chơi mà ăn thiệt, làm tàn thôi. Nhưng mà cái công việc làm ăn lúc nào nó cũng được suôn sẻ, trôi chảy. Đó là chúng ta có phước đó. Hay còn gọi là chúng ta có đức đó. Có đức thì mặc sức mà ăn đó. Đúng không các Phật tử? Có đức thì mặc sức mà ăn. Và mình cũng tiếp tục, mình trồng sâu căn lành qua giáo lý Phật dạy, để đời đời mình sanh ra nơi nào cũng được gặp Phật pháp và tu hành. Thì mình không dừng lại ở cái mức độ là trồng sâu căn lành qua giáo lý nhân quả, mà bây giờ mình tiếp tục
mình trồng sâu căn lành qua những bài pháp hết sức là gần gũi mình có thể thực hành được. Và tiếp theo nữa là mình có thể là trồng sâu căn lành qua giáo lý thập thiện. Giáo lý thập thiện, quý nam nữ Phật tử chúng ta chắc cũng đã nghe, đã hiểu và đã thực hành. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, giáo lý thập thiện là gồm có cái gì nè? Có Phật tử nào đứng lên nói cho thầy nghe không? Người nào nói đúng được giáo lý thập thiện, lát nữa thầy tặng cho cái bao lì xì. Vị nào đứng lên nói được giáo lý thập thiện, lát thầy tặng cho lì xì. Quá thiện, nãy giờ đi đâu đó? Rồi có người nào đứng lên nói cho thầy nghe giáo lý thập thiện được không? Được không? Rồi xin mời cô lên đây. Rồi trả lời cho thầy nghe giáo lý thập thiện nghe. Nói thầy nghe giáo lý thập thiện. Nói đúng lát nữa thầy lì xì. Thập thiện hả? À, giáo lý thập thiện là gồm có cái gì? Kể cho thầy nghe coi. Kể cho thầy và đại chúng nghe, kể đúng, lát nữa có lì xì. Kể sai, lát nữa lì xì lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con nói 10 thập điện cho con nói vài câu thơ nghe thầy. Nói thơ nữa hả? Nói thơ. Nói đi. Tại vì mùng 4 con gặp thầy ở chùa Tân Thành. Hôm nay con gặp ba thầy ở chùa Kim Sơn. Con có cái câu thơ này nè. Quý vị thông cảm nha. Hiểu ý tôi muốn nói gì không? Hiểu ý tôi muốn cái gì không? Đó đúng rồi đó. Dạ Phật tử vỗ tay con mới nói được thầy. Đạo sáng lên rồi sáng khắp nơi, thiền tăng diện tộc đã bao đời. Việt Nam Ấn Độ lưu nhân thế, mà tổ tổ lưu truyền phước huệ tâm. Áo trần con lỡ mặc vào, mà nợ trần con biết chừng nào gỡ ra. Nãy thầy cho phép con cởi áo trần bỏ ngoài đó à. Cho chồng phát tay đi. Mình đi chùa thì mình kính Phật phải trọng tăng, phải không quý vị? Cúng dường thầy một chàng pháo tay đi. Nhìn lên phượng phát hương trầm tỏ, Đức Phật từ bi miễn miệng cười. Xin cúng A Di Đà Phật, cúng dường Đức Phật một chàng pháo tay đi. Hồi nãy thầy hỏi con 10 điều. Nếu tôi không biết thì vị nào biết lên nói đặng phần quà thầy thưởng nghe. Dạ con biết có bát chánh đạo hả thầy? Bát là 8. Chánh ngữ, chánh kiến, chánh mạng, chánh tư duy, chánh định. Cái gì đó chánh có 8 cái con biết vậy, thầy quan hỷ cho con. A Di Đà Phật. Rồi xin đạo tràng cho chào hóa tay. Rồi đi xuống liền lát thầy lì xì lại cho thầy. Anh ta hỏi thập thiện là gì, tự nhiên cái lên trả lời bát chánh đạo. Màng ơi. Tại vì con biết cái gì thì con nói nấy. Tôi hỏi thập thiện nghiệp là gì, lên kể ra. Lên kể bát chánh đạo. Rồi thôi xuống đi, lát lì xì lại nha. Rồi có Phật tử nào lên nói thập thiện cho thầy nghe được không? Đây thầy ơi, đây có bạn con nè thầy. Rồi xin mời. Rồi. Nói mà đúng mà giáo lý thập thiện, thiện lát nữa là có lì xì. Mà nói sai thì lì xì lại. A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Tu tập thiện tức là tu 10 điều lành, thân khẩu ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi khẩu thì không nói dối, không nói giọng ngữ, không nói lời thiêu dệt, không nói lời ác khẩu. Rồi ý thì không tham lam, không si mê, không thân sân hận. A Di Đà Phật xin hết. Xin cảm ơn Phật tử rất nhiều. Xin đạo tràng cho chàng phá tay thật lớn lên. Thầy xin cảm ơn Phật tử vừa rồi đã nói đúng giáo lý thập thiện. Rõ ràng là như cô đó vừa vừa nói, kính thưa các Phật tử, giáo lý thập thiện là một bài giáo lý rất là thực tế, gần gũi với đời sống của quý nam nữ Phật tử. Và khi nói tới giáo lý thập thiện là chúng ta liên tưởng tới ba nghiệp: thân, khẩu và ý.
Thân thì gồm có ba nghiệp nhỏ, đó là sát, đạo, dâm. Chúng ta trồng sâu căn lành qua giáo lý thập thiện, cũng như là chúng ta đang trồng sâu căn lành qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nếu như cuộc sống của mình hàng ngày có sát sanh, hay là ít nhiều gì cũng có tham lam trộm cắp, thì chúng ta nên dừng lại. Chúng ta nên trồng sâu căn lành bằng pháp môn tu của mình. Đó là mình không sát, không đạo, không dâm, trừ vợ chồng của mình ra. Mình trồng sâu căn lành này được như vậy là phước báo vô lượng. Tiếp theo nữa là mình trồng sâu căn lành nơi cái khẩu nghiệp của mình. Mình không nói dối để hại ai, mình không nói lời độc ác để làm tổn thương cho người, mình không nói lời ác để làm cho mọi người mất đoàn kết với nhau, và mình không nói những lời thiêu hoa, thiêu nguyệt, không nói những lời hoa mỹ một cách quá đáng. Mình không nói những lời như vậy là mình đang giữ được cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Mình tiếp tục mình trồng sâu cái căn lành này. Cũng như nơi cái nghiệp ý của chúng ta, chúng ta nghiệp ý chúng ta gồm có ý tham, ý sân, ý si. Tham, đã nói tới tham thì ai mà không tham. Nhưng mà mình tham cái gì mới được? Thí dụ như mình tham đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình tham trì chú, mình tham bố thí cúng dường, mình tham phóng sanh, hay nói thẳng ra là mình tham tu á, thì cái tham này nó có lợi ích hay không, kính thưa quý Phật tử? Có lợi ích hay không? Có, sao lặng thinh vậy? Có lợi ích là mình phải tán thán lên, mình phải mạnh mẽ lên á, mình phải tán thán mạnh mẽ lên, tại vì nó có lợi ích mà. Còn chẳng hạn như là cái tâm sân trong lòng chúng ta, nếu như hằng ngày mà chúng ta tu hành mà chúng ta ai nói chút xíu mình cũng sân, ai nói chút xíu cũng sân, đụng tới chút xíu cũng sân, như vậy thì bản thân của mình tu có an lạc không? Bản thân của mình tu có an lạc không? Không bao giờ có được cái sự an lạc. Còn si mê nữa, thì những cái này là người tu học Phật chúng ta cần nên chuyển hóa nó. Trong giáo lý thập thiện nghiệp, giáo lý này rất là gần gũi đối với đời sống tu hành của người xuất gia cũng như là quý nam nữ Phật tử tại gia. Vì vậy mình phải trồng sâu căn lành qua những lời Phật dạy. Thì mình trồng sâu căn lành qua giáo lý thập thiện, mình trồng sâu căn lành qua giáo lý nhân quả, cũng như là mình trồng sâu căn lành nơi cái sự tinh tấn giữ gìn giới thể của mình. Trong ngũ giới cấm Phật dạy với nam nữ Phật tử là cái điều kiện cần và đủ của người Phật tử tại gia. Thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng năm giới cấm này, người nào mà giữ trọn vẹn năm giới thì sẽ có năm vị thần theo hộ vệ các vị. Người nào giữ được bốn giới, ba giới, hai giới, một giới thì sẽ có những vị theo để mà hộ vệ các vị. Cho nên đó, người tu học Phật, đặc biệt là người Phật tử tại gia, thì cái điều kiện cần và đủ là giữ trọn vẹn năm giới. Nhưng trong năm giới cấm này mình tinh tấn mình giữ được thì tốt. Còn nếu như điều kiện cuộc sống mình không cho phép, mình giữ được bốn giới, ba giới, hai giới là cũng phước báo lắm rồi. Thì mình cố gắng, mình tu hành càng ngày càng tinh tấn thì mình cố gắng mình giữ cho nó trang nghiêm. Và đồng thời những lời Phật dạy thì nó rất nhiều, xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, những lời Phật dạy cho chúng ta thì rất rất là nhiều. Nhưng mà cái khả năng tiếp cận và tu học của mình thì đối với mỗi con người, mỗi con người, mỗi người chúng ta có một cái sự mà lãnh thọ khác nhau. Cái sự lãnh thọ của mình đối với giáo lý Phật Đà thì tùy theo cái trình độ khả năng của mình, không ai giống ai được. Người có trình độ thì người ta tiếp cận giáo lý Phật Đà và người ta thực hành mau lẹ hơn.
Còn thí dụ như người trung bình đó, hay là người thấp hơn nữa thì mình tiếp cận giáo lý của Đức Phật nó hơi lâu hơn. Nhưng mà tiếp cận lâu hay mau là một cái vấn đề khác. Nhưng quan trọng ở chỗ là chúng ta có sự tu hành. Giáo lý Phật Đà nói ra là không phải là để nói suông, để cho mình hiểu biết rành rẽ rồi mình phóng cao mình ngã mạn, mình khi dễ những người xung quanh. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy là sai lầm rất lớn. Mà giáo lý cũng như là những lời dạy của Đức Phật nói ra là để cho mình áp dụng vào trong cuộc sống mình tu hành. Mình tu hành để mình chuyển hóa những cái nghiệp chướng tiền kiếp, những cái nghiệp chướng oan khiêm, chứ không phải là mình tu hành để mình khoe khoang, mình phô trương. Mình tu mà mình khoe khoang thì nó dễ bị nghiệp lắm, nó dễ bị chướng duyên lắm. Cho nên quý nam nữ Phật tử có đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình trồng sâu căn lành như vậy đã là phước báo. Nhưng để cho cái đường tu của mình nó dễ dàng hơn nữa, cũng như là mình gặp nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống, thì quý nam nữ Phật tử tu pháp môn gì, hay là mình làm được những việc phước báo công đức gì, thì chúng ta nên lặng thinh, không khoe khoang, không phô trương trai biết hết, mà đem công đức lành này hồi hướng về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, để mong sau này mình sanh về thế giới đó. Thì như vậy á, ta gọi là tu mật hạnh. Mà tu được như thế thì phước báo của mình, xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, 10 phần là hưởng đủ 10 phần, 100 phần là mình hưởng đủ 100 phần. Cho nên chúng ta hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, được tu dưới mái chùa Kim Sơn, xây dựng một cách trang nghiêm đẹp như thế này là phước báo dữ lắm rồi, là nhân duyên dữ lắm rồi. Thì quý nam nữ Phật tử phải cố gắng hết lòng, tha thiết ham tu. Nói tóm lại, hôm nay nhân dịp đầu năm mới, thầy có nhân duyên được về chùa Kim Sơn dự cái lễ là quý kỵ chư vị đại tổ sư, và được ni sư thân mời có một bài pháp ngắn cùng với quý nam nữ Phật tử, thì thầy cảm thấy đây là một cái niềm vui rất lớn, rất lớn đối với thầy cũng như là rất lớn đối với quý nam nữ Phật tử. Vì đầu năm mới mà mình có một cái buổi chia sẻ Phật pháp đối với quý nam nữ Phật tử như thế này thì đó là một điều hạnh phúc đầu năm. Chính vì vậy quý nam nữ Phật tử phải nên nhớ rằng thân người có được là khó, nhưng mà mình nghe được Phật pháp và biết tu tập Phật pháp để chuyển hóa nghiệp chướng, chuyển hóa thân tâm khó hơn. Chính vì vậy hôm nay gặp được Phật pháp rồi thì chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội, mà chúng ta cố gắng hàng ngày, hàng đêm, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm phải điều nên phát nguyện tu hành và trồng sâu căn lành của mình đối với Tam Bảo, trồng sâu căn lành qua giáo lý nhân quả, trồng sâu căn lành qua giáo lý thập thiện. Và mỗi khi lục căn mình tiếp xúc với lục trần thì chúng ta phải hết sức là chánh niệm, hết sức là chánh niệm, và nhờ trồng sâu những căn lành như thầy vừa chia sẻ, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong đời hiện tại này của các vị và ở những đời kiếp tương lai nữa, chúng ta sanh ra bất cứ nơi nào cũng có được cuộc sống an lành hạnh phúc, và xung quanh mình là những thuận duyên chứ không còn là chướng duyên nữa, cũng như mình sẽ được sống khỏe, sống thọ, bớt những cái chứng bệnh ngặt nghèo và sống trong vui vẻ an lành hạnh phúc. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử phải nên trồng sâu căn lành để trong hiện tại này và tương lai mình có đầy đủ phước báo. Nam mô A Di Đà Phật. Và thầy xin hát tặng quý nam nữ Phật tử hai câu vọng cổ. À.
xuân về thăm đất Cà Mau, viếng chùa Phật Tổ, viếng chùa Kim Sơn. Người quê chất phát thật thà, cho tôi nhớ mãi lòng không mùa xuân năm nay tôi về thăm lại Cà Mau sau bao ngày xa cách. Đến chùa Kim Sơn tâm thành lại tổ, lời nói đầu năm xin chúc an lành. Kính chúc ni sư Phật sự vuông tròn, chúc cho Phật tử cùng gia đình an khang thịnh vượng, sở nguyện sở cầu như ý mình mong, tích trữ nhân lành phước huệ trồng sâu, tinh tấn ham tu những lời Phật dài, sám hối sai lầm nhận biết vô minh, để mùa xuân sang mình không còn đau khổ. Tiếng chuông vang vọng nơi chùa Kim Sơn sớm giúp cho mọi người dời bước ưu sầu, thành tâm sám hối lỗi sai, để cho an lạc không còn sầu đau tháng năm. Tiếng kể lời kinh đưa người giải thoát, tiếng kể lời kinh giúp ta dứt mê lầm. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, đi đâu cũng nhớ quê mình Cà Mau. Nhớ Kim Sơn từ sớm chiều, lời kinh tiếng kệ giúp đời an vui.